Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Trung ương họp xét công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp. Sự họp về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. Đến nay, Hưng Yên đã có 100% đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới đã thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 là gần 145.000 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn mới của tỉnh thay đổi toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng một người, tăng 4 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,8%. Giá trị thu được bình quân một hecta canh tác là 210 triệu đồng. Tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 có 55-60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, 25-30 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, 5 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới nâng cao, 1 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã đồng tình biểu dương những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, Hưng Yên là tỉnh có thế mạnh cả về công nghiệp và nông nghiệp, nên tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm nghèo bền vững, quan tâm tới việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, thu gom và xử lý rác, nhất là thu gom và xử lý tại nguồn, bảo đảm an ninh trật tự. Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương, giải trình các ý kiến của Hội đồng Thẩm định, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Hội đồng Thẩm định Trung ương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.